đừng cho anh Huy Hùng nha. Vừa anh bảo đêm nào cũng mơ sướng mà không được trao, nhục. Quá nhục. Ui tuyệt vời quá bảy. Em cảm ơn anh Thanh Nhân nha. Như vậy là đủ ấm áp rồi. Đôi khi nhất thiết không phải một cái gì đấy để có thể là động lực đâu. Đôi khi những cái lời nói thật là hay, đó là những cái động lực. Của Thái cả đường luôn đấy, chắc phải lấy với Thái được đâu. Mình hy vọng sẽ có một trận đấu thật là khó là trận đấu này. Bởi vì có AFK đã thấy. Bộ đề nắm đấy. Bộ đề nắm ở đánh trận đấu đấy. Và này nó chơi thế này thì khốn nạn đời tôi chưa. Trời ơi. Lại là một cái tuổi thơ cơ cực của mình vậy. Tại sao khi nào mình cầm con ná cũng là một cái tuổi thơ cơ cực thế. Con mua sạch không ta? Hết rồi. Úi dồi, sạch hơn chui. Vai này. Lại một tuổi thơ cơ cực đấy. Úi dồi, nó lên level 4, thằng nào đi đứng vậy? Giới thôi, tầm dư thì ăn giới làm gì ăn không? Tầm dư làm gì được ăn sớm nào hay vì đâu? Phần là người nghèo thì chúng ta sẽ ăn những cái thứ mà nghèo thôi. Làm gì được ăn sớm nào hay vì đâu? Búa xanh nhỏ nhá. Bọn này ghê lắm. Anh dọn vô đấy à? Bị hack láng thôi, what? Thôi anh ơi, anh đừng làm em cười này, anh dọn đây. Làm gì có hack ở đấy. Ngồi đó mất tiêu. Cái game này hay quá nhá. Mình yêu cái game này quá. Bọn này nó đe mình cảm giác yếu quá. Rồi ôi game này anh có thọt lắm đâu. Tệ nhá. Sánh nó. Thải ơi! Thải đâu? Ôi what là có bắt con rat đi nào, đừng nào bắt con quy lên. Tại sao lại không mắt? Tạm biệt Sâm thân yêu nhé. Mai Sâm phải vào lớp 1 rồi. Nhớ á, vẫn chạy được á. Nhớ lắm, quên sao được.
Nhớ lắm, quên tao được. Mất hai bùa. Nhớ lắm, quên sao được. Trận đấu này hay đấy các bạn ạ. Bắt màn đâu? Nhảy vào. Cái ông đấy, ôi đấy, cái ông đấy, cái ông vô lên tiếp pha đẩy thôi. Ông không biết cắm đá mà cái pha đẩy tôi. Ôi trời ơi, ông đích tới ông nhát cày thế. Rồi cái pha đẩy zone nó là chết con rác ngay lập tức pha đẩy luôn. Rồi gấm ạ. Tiếc nhờ. Phá mít đêm ấy. Mina kìa. Giết được đấy. Mina kẻo bua quá kẻo hổ cả kia. Không lo, ta đừng mè bên đây. Ôi trời. Vãi nào. Mình lao cái gì mày? Lao cái gì mày thải ấy? Ghê thế. Này ông thải này bảo hài ghê đấy. Em ơi, có anh đây rồi. Làm gì nhau? Kẻo bua tao. Kẻo bua tao này, cái tôi kẻo bua tao này. Vừa bây giờ lấy tao cái riu, tao che mần chết. Quen thân quen thổi.
Đây 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 đây, cứu 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 cứu. Cái cống vai đại, cái cống đập kìa nè, có cái cống chỗ đây à, là cái cống kia à, cái phá này chạy đẹp như thế mà tại sao lại như thế nhá, khốn nạn khốn nạn cái cống chỗ. Phá được vút nhánh như thế. Ôi trời vẹt. Đỉnh cao nhất của mình luôn ấy, từ trước đến dư. Ôi cái phá đỉnh đỉnh cao vai. Ôi không không thể tin được cái phá đấy. Khó tin thế nhờ. Ôi trời ơi, cái ông này ảo tưởng à. Gì mà cắn thế? Cắn quá nhở. Kéo đi kéo nè, kéo đi. Làm gì? Làm gì nhau? À bị lừa. Ôi mẹ đại bị lừa kìa. Chó. Mẹ bị lừa. Ôi mẹ đại bị lừa. Nhục thế. Ai bị lừa nhục thế? Ôi, bị lừa. Ôi, thua luôn, thua luôn. Thấy quá nhờ, chưa thua được. Thực sự trên đời này không thể tin, không thể tin được một ái cả. Ngay cả một thằng trong game nào đã còn lừa mình như thế ấy.
quét sạch đó. Anh có tin được còn lưu không? Hay lắm. Lừa nhau được đấy. Lừa nhau phát thấy đấy. Chạy. Kẻo á? Làm gì nhau? Này, lừa tao không dễ mà, không có dài nữa đâu. Ngủ một lần thôi. Ngủ được một lần thôi nhá. Trời ơi, thực sự mình nào thật đấy, ngay trong game như vậy chẳng có một người nào tốt cả. Ngay cái bản tính mình thật tha như vậy, mình đừng đỏ bê vê để mà giao lưu với nhau mà nó cũng nổ gọi đông đồ để nó giết mình. Ngủ một lần thôi mà. Đấy, đó là một bài học cho cuộc đời của mình, là không nên tin tưởng một cái thằng nào cả. Trời ơi, như thế nó đang còn giết mình như thế.